Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về tổng quan về các cái quỹ đầu tư ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì có khá nhiều các loại quỹ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải xác định là có bao nhiêu quỹ đầu tư, đúng không ạ? Khi mà nhìn tổng thể được các cái danh mục quỹ thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn rồi những cái lựa chọn nó cụ thể hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì trước khi đi vào cái danh mục quỹ chi tiết thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị trước mắt về cái phân loại các loại quỹ đầu tư. Thì các loại quỹ đầu tư sẽ được phân loại như thế nào? Thứ nhất là theo cách phân loại theo mức độ giới hạn của nhà đầu tư tham gia và thời gian hoạt động. Thì chúng ta sẽ có quỹ đóng và quỹ mở. Thì hai cái quỹ này thì tôi cũng đã chia sẻ rất là chi tiết ở một cái video trước. Và cái phân loại thứ hai đó chính là phân loại theo tài sản đầu tư. Hiện tại thì mỗi một công ty quản lý quỹ họ thành lập ra các quỹ và họ có những cái chiến lược đầu tư riêng, và mỗi một quỹ đó thì sẽ có những cái phân loại tài sản mục tiêu đầu tư. Chúng ta sẽ có quỹ đầu tư cổ phiếu, quỹ đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư cân bằng và quỹ đầu tư bất động sản. Ở đây cái quỹ đầu tư cân bằng ấy, thì nó khá là trừu tượng. Thì bản chất ở đây là quỹ đầu tư vừa cổ phiếu vừa trái phiếu và cái chứng chỉ tiền gửi. Thì đó chính là quỹ đầu tư cân bằng mà các anh chị có thể xem. Thì sau khi mà xem các danh mục quỹ thì anh chị có thể thấy được. Thì sau đây để mà các anh chị hình dung rõ nét hơn về các cái quỹ đầu tư ở Việt Nam thì tôi sẽ mời các anh chị vào cái website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để các anh chị có thể tham khảo. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa tiền của tôi sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Hiện tại thì ở Việt Nam có khá nhiều các cái quỹ đầu tư. Nếu anh chị và các bạn muốn xem chi tiết các cái quỹ đầu tư thì có thể vào cái trang web của Ủy ban Chứng khoán là ssc.gov.vn. Ở trên này thì trên cái chuyên mục là quỹ đầu tư chứng khoán thì anh chị có thể thấy các cái quỹ đầu tư ở đây. Thì trên cái bảng theo dõi của Ủy ban Chứng khoán thì tôi thấy có khoảng độ 31 quỹ đầu tư. Tuy nhiên thì vẫn còn thiếu các anh chị ạ. Chưa 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 có hiện ở đây. Tuy nhiên một số quỹ đầu tư của Techcom Capital thì chưa có ở đây. Nhìn sang bên trái anh chị có thể thấy là nó phân loại thành quỹ thành viên này, quỹ đóng hay quỹ mở, quỹ ETF. Thế bản chất thì nó đều là hai quỹ, là quỹ đóng và quỹ mở thôi. Tuy nhiên thì chúng ta có thể xem cái quỹ thành viên ấy, bản chất nó là quỹ đóng nhưng mà nó giới hạn tối đa là 30 thành viên và thành viên là pháp nhân. Quỹ ETF thì bản chất là quỹ mở nhưng mà nó sẽ được niêm yết ở trên thị trường chứng khoán. Đấy, nó khác biệt với quỹ mở thông thường là chỉ giao dịch thị trường sơ cấp thôi chứ chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán như là cổ phiếu. Thì để xem chi tiết từ từng các quỹ này anh chị có thể vào từng cái này. Tôi ví dụ như là vào quỹ thành viên nhé. Đấy có 7 quỹ thành viên anh chị có thể thấy đó. Đó. Rồi vào quỹ ETF nhé. Thì hiện tại ở Việt Nam có hai quỹ ETF thôi. SSIAM và ETF VFM VN30, hai quỹ như vậy. Tổng quan là như thế. Còn chi tiết thì anh chị có thể vào xem của từng quỹ mà tôi có thể chia sẻ ở các cái video tiếp theo, và tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị thực hiện tìm hiểu về quỹ rồi đầu tư các cái quỹ cơ bản ở Việt Nam. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều.